Các bác thân mến, hôm nay là ngày 30 tháng 11, thì đồng chí Thao Chim Cô Gái xin đăng cái clip. Đây là những chú chim giống ra ràng, ăn lúa rất là tốt rồi. Ở cái chỗ này nó là ba đôi mỏ rất dài. Mình đang để điện thoại sát vào trong chuồng đây mà cũng rất thuần. Rất thuần luôn. Bắt đầu đang năm tăm nốt cường. Rất là đẹp, giống chim rất là to. Ở đây mình cam kết với các bạn là chim giống mà mã ngỗng phấn hồng, chim Bắc Bộ chuẩn luôn, bộ rất to luôn. Đấy. Này là mình đã tách ra được một tuần nay, ăn lúa rất là ok rồi. Bác nào mà muốn tìm đến những cái giống chim chuẩn gen và giữ được gen là bộ to ấm phổ, các bạn nên chọn những đôi như thế này. Để mình nuôi sau một năm thì mới thấy được kết quả, và đó là một cái lựa chọn đúng đắn ngay từ ban đầu. Thì cái clip này nó cũng đại diện cho rất nhiều những cái clip. Ba cái đôi chim ở trong cái video này nó cũng là đại diện cho nhiều cái đôi chim khác. Thì các bạn thấy là khi bên mình cung cấp giống ra trong những đôi chim mà cung cấp ra thì cũng có những tỷ lệ rất là nhỏ, 5% là các bạn có thể yêu cầu là sẽ đổi. Thì có nghĩa là bên mình lúc nào cũng sẵn sàng đổi cho các bạn. Nếu như các bạn dính hai con trống hoặc là hai con mái, và đó chỉ là 5% thôi. Còn phần lớn là có những bạn lấy giống bên mình bây giờ đã sinh sản rồi. Đấy, và quay ra mua tiếp vú nuôi. Đấy, quay ra mua tiếp vú nuôi của mình. Rất đẹp. Thank you.
Mình quay gần lại để các bạn nhìn cho nó rõ. Rất đẹp. Bộ rất to luôn. Đang nốt lốt cườm, bộ rất to luôn. Chim rất khôn. Đó, mình phải mở cái cửa này ra để mình cho nó vào. Các bác là như vậy. Nhưng nào cũng rất là đẹp. Đây là một trong những cái lứa bộ to mình để lại. Và có lẽ là mùa đông cũng cập đến rồi. Mình cũng sẽ đăng lên để cho các bác tham khảo. Nếu như bạn nào cần tuyển giống ở thời điểm này là ok này. Rất là rõ ràng, bộ rất to luôn này. Đấy. Đấy, đeo vòng ở chân luôn. Đấy. Bộ rất to luôn. Đấy. Đấy. Các bạn có thể xem những cái đôi. Bộ rất to luôn. Bộ rất to, rất đẹp. Ví dụ như con ở dưới này cườm rồi, con cườm dưới bộ rất đẹp luôn. Đang năm tăm cườm. Bộ rất đẹp. Bộ rất đẹp luôn. Số điện thoại để các bạn tư vấn về kỹ thuật nuôi chim cu gáy và mua con giống của đồng chí Thao tại Ba Vì, Hà Nội thì các bạn có thể liên hệ là 033 5305 982. Ở đây là những cái dòng mà mình nó là dòng đầu nhỏ mỏ đinh. Thì về cơ bản thì nó cũng không phải là quá nhỏ, nhưng mà nó là dòng đầu nhỏ. Thì đây là những cái con mà mình nuôi tách riêng. Đấy. Bu hai bu quế sau này là hai nuôi cũng nó cũng nghe là nó bộ nó cũng là khá to, bộ cũng khá là to đấy. Và đây đa phần là những con khá là thuần, bởi vì là có con mình bón được, có con thì vú nuôi nó nuôi và mình cũng bón được cùng với vú nuôi. Đấy. Những cái lượng chim cu gáy giống mà mình cung cấp trên thị trường là rất là nhiều, nên là các bạn yên tâm là bên mình cung cấp ra thì bên mình sẽ có trách nhiệm từ đầu đến cuối để tư vấn kỹ thuật và cùng các bạn để gây nuôi thành được một bộ chim cu gáy bố mẹ, và bao giờ ra con thì thôi. Đó là một cái nguyện vọng của mình, để mọi người cùng chơi, cùng đam mê và cùng có cái niềm vui từ cái con chim cu gáy này. Như các bạn có thể thấy là cái mô hình mình nuôi ở đây là cái đồng con nằm trong cái đồng to đấy, và cái lượng được giữ lại thả rông rất là nhiều, và trong đó là tất cả những cái lồng này là được nghiên cứu đấy, treo nuôi bán hoang dã, có nắng có gió đấy. Đấy, ok.
có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu như các bạn nào muốn tìm một đôi chim cô gái giống thì qua cái clip này, đó là một cái cơ sở tin tưởng, cam kết, bảo hành và có đầy đủ niềm tin để cho các bạn tìm một cặp chim giống đúng ý nghĩa và đúng tiêu chuẩn. Đó, bộ to, phấn hồng và âm thổ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì mình cung cấp trên thị trường ngày nào mình cũng có một vài đơn, nên là cái lượng chim của mình phải đủ số lượng nhiều để mà phục vụ xứng với cái mà mình quảng cáo cho các bạn đấy, đủ số lượng đấy. Và đặc biệt với những cái cặp chim vú nuôi đang được thả rông như thế này, nó đã gù nhau như thế này đấy, đã bắt cặp nhau như này, thì hiện giờ mình vẫn đang bán cái giá hết sức là hấp dẫn cho các bạn. Đấy. Có những cặp chim vú nuôi có thời điểm mình đã khuyến mại có 250.000 một đôi. Đấy. Đấy. Còn như nếu mà không khuyến mại thì cũng có thể là nhỉnh lên một chút. Nhưng mà các bạn nếu như các bạn là những khách hàng quen đã có một vài đơn hàng thì các bạn cố gắng là gọi điện cho bên mình trực tiếp. Mình sẽ có cái phần tư vấn là sẽ có phần ưu tiên những khách hàng quen. Đấy. Và những cặp vú nuôi thì cũng khá là yên tâm. Đấy, các bạn thấy là con trong con ngoài đều ăn cả. Con trong thì ăn ở bên trong, con ngoài ăn ở bên ngoài. Đây là cái cách mình nuôi chim bán hoang dã. Thực tế là để mà nuôi được một chú chim như này sau 8 tháng, 10 tháng mà để cho các bạn 250k thì tôi nghĩ là chắc là cũng chỉ có tôi mới gọi là đăng tải lên để đó, chim rất khỏe mạnh, ăn uống rất khỏe mạnh luôn. Đấy, thường chim nó sẽ ăn vào cuối ngày, vào lúc tầm 4 giờ chiều. Đấy, nó sẽ ăn. Đấy, lành lắm, chim nó lành lắm. Chim cực kỳ lành luôn. Chim cực kỳ lành luôn. Đấy. Ồ. Đấy. Mình đứng sát đây ở ngoài thả ngoài rời nó có bay đâu, vì nó đang đói, nó cần phải ăn. Và những cái đôi chim ngoài kia nó bắt cặp để ăn dưới đất. Đấy. Đó, thì đó là cái những cái khoảnh khắc mình chia sẻ cho các bạn. Cái lượng chim được mình thả trong một cái lồng AV 300m² này là không hề ít đâu. Thật ra là các bạn cố gắng là các bạn sẽ theo dõi cái kênh Chim Cô Gái Hay, sẽ có những cái nhân dịp khuyến mại mà sẽ có ưu tiên cho những khách hàng là những cái fan hâm mộ quen thuộc. Đó. Và thường là hàng năm thì vào cái mùa đông thì mình sẽ để bớt cho anh em, để anh em chăm, bởi vì mình cũng rất là nhiều. Các bạn bảo cái số lượng chuồng trại mô hình như này rất là nhiều. Đấy. Mình phải chia sẻ từ đây lên trên kia là hàng trăm mét chiều dài và rất là nhiều. Thế nên là các bạn yên tâm là bên mình chỉ có chim cu gáy và chim cu gáy thôi. Đó. Ok, chúc các bạn thành công trong công việc và gặp rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống.